Xin chào các bạn đã đến tới kênh trải nghiệm TV của mình. Mình hôm nay trải nghiệm cái game Mu Lop Sewer 2K3 nhé. Và hôm nay mình sẽ trải nghiệm đập set đồ đồng 500 phản lên cộng 7. Thử coi vận may của mình là có đỏ không. Mình sẽ bắt đầu đập đây. Mình thì thích lại đập chỗ thời gian hơn, tại chỗ này phong thủy của mình tốt. Và mình đập lên cộng 7 chắc cũng không khó gì lắm, nên ai chắc cũng có thể đập được. Nhưng mà tùy theo số đỏ số đen thôi. Mình thì đập cáo đầu tiên này khá may mắn. Còn về những tình tiết của game này thì mình cũng không dành cho lắm, vì mình cũng mới chơi đây thôi. Mình cộng tiếp là cái quần, cũng cộng 7 nha. Chắc cũng dễ mà, tại lên cộng 7 thì cũng nhẹ. Đồ này đồ phản ép nhưng mà không có lúc. Nếu mà cộng cao quá thì tỷ lệ sạch nó rất là cao. Hai món quá dạy, và món thứ ba là đôi giày. Những bạn nào mà mình thích giao lưu với mình đó thì vào kênh trải nghiệm TV, và muốn kết bạn trong game thì vào game Mu Lop Sewer 2K3 nhé. Kênh của mình là game Mu TV. Và đôi giày mình cũng cộng được khá là mau. Còn món cuối cùng thôi, là còn cái găng tay. Còn có hai viên hả? Chắc không đủ rồi, mắc đi mua thêm. Ngọc ở đây thì mình cũng không cần nạp tiền và mua. Mình chỉ cần xin cài gen là mình có thể mua ngọc được. Và mua một mớ đồ là cũng tầm trung thôi, cũng không có tốn kém gì mấy. Còn muốn chơi VIP BK máu lửa hay là tranh top thì các bạn phải nạp tiền. Nạp tiền vô thì mới có thể tranh top được. Còn nếu mà chỉ vui chơi để trải nghiệm game á thì chăm on vào thì mình cài ngọc như vậy, mình đập đồ, mình bán, kiếm đai con cũng số lượng nhỏ thôi, chứ cài mà kiếm đai con cũng không có số lượng lớn được, trừ khi là chơi lâu dài. Cái tay này mình cũng cộng khá dễ nha, sạch chỉ có một lần hả. Rồi lần này là được luôn. Cái bốn món sạch một lần, còn dư ngọc như đây mình để đập những trang bị tiếp theo. Còn set của mình đang mặc ở trên là set thiên kim nha, tăng 6k đam dành cho đắt kim và magic. Mình thì thích chơi đắt kim hơn, magic thì nhân vật đa năng, nhưng mình lại thích đắt kim. Set đồ cộng 7 cũng khá đẹp. Video của mình thì cũng gần kết thúc rồi. Chúc các bạn xem vui vẻ nha. Kênh của mình là Giải Trải Nghiệm TV. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau. Bye bye.